chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái chủ đề đấy chính là có những cái điểm này thì bạn sẽ không bao giờ sợ mất người ấy cả. Các bạn thân mến, một trong những cái điều khó nhất đối với chúng ta khi yêu á, mà các bạn hay chia sẻ với mình ấy, đấy chính là làm sao để khống chế cái nỗi sợ hãi mất cái người mình yêu. Và chính cái nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu khiến cho chúng ta có những cái ứng xử nó không được cuốn hút, không được phù hợp, đôi khi làm người kia khó chịu, đôi khi làm người kia mệt mỏi, thậm chí chán nản và mất đi sức hấp dẫn của mình. Nhưng một mặt khác, bạn cũng không muốn rằng mình sẽ phải chịu đựng cái cảm giác là mình sẽ mất người ta vào tay một người khác chẳng hạn. Vậy thì làm như thế nào để các bạn sẽ không phải sợ mất người kia nữa? Các bạn chỉ cần có những cái điểm này thôi. Hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn nhé. Cái điểm đầu tiên mà bạn cần có để không sợ mất người ấy, đấy chính là bạn có ý thức mang vào mối quan hệ của các bạn những cái điều tốt đẹp. Điều này rất là quan trọng, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình có giá trị. Mình có giá trị thì thay vì mình cứ phải sợ mất người ta sẽ phải sợ mất mình. Có giá trị như thế nào? Ví dụ bạn biết rằng mình đến với cái mối tình của người mình yêu đây không phải để cướp hạnh phúc của người ta, không phải để bắt người ta phải cho mình hạnh phúc, không phải là dùng hết cách này cách khác để có được những thứ mình muốn và làm cho người kia khó chịu. Ví dụ như là việc là mình đòi hỏi yêu thương, mình nhất định phải có được thứ mình muốn bất kể người kia người ta thoải mái hay không, thì mình sẽ không có cái tâm thế như thế nữa. Mà thay vào đó mình biết rằng mình đến với tình yêu để mang những cái điều tốt đẹp. Người yêu của mình đây, mặc dù anh ấy, cô ấy rất là xuất sắc đấy, thế nhưng họ cần có mình ở trong đời. Họ cần có mình để làm gì? Để cho họ hạnh phúc. Họ cần có mình để tiếp thêm cho họ những cái nguồn năng lượng tích cực. Mỗi một ngày nói chuyện với mình có thể không nhiều, nhưng mình cho họ những cái điều tích cực. Mình kể cho họ nghe những câu chuyện ý nghĩa, nói chuyện với mình, cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, sống lương thiện hơn. Đấy, tất cả những cái hơn đấy, khi mà bạn bước vào cuộc đời của họ thì bạn nhìn thấy rằng đấy là cái giá trị của mình. Mình đến để đem cho họ hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Thì từ đấy các bạn sẽ thấy rằng nếu để mất mình thì đấy là cái thiệt thòi của họ, không phải thiệt thòi của mình, đúng không? Nhưng một cái tư thế ngược lại, tức là mình phải được yêu thương, mình phải được chăm sóc. Đương nhiên với những điều tốt đẹp bạn làm, bạn sẽ có được yêu thương. Thế nhưng không phải bằng cái cách là mình đến đây để đòi. Đòi thì sẽ không bao giờ có thứ mình muốn. Cho nên cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn sẽ không lo sợ mất người kia nữa, đấy chính là các bạn phải có ý thức rằng mình đến với cuộc tình này để cống hiến những điều tốt đẹp, và vì người kia cần có mình để cho họ hạnh phúc. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng người ta cần có bạn thì bạn mới xuất hiện trong cuộc đời của họ. Còn nếu như sự xuất hiện của bạn chỉ làm cho họ đau khổ, mệt mỏi, khó chịu, họ chán ghét mình, họ ruồng bỏ mình, họ không thích mình, thì không có lý do để mình xuất hiện trong cuộc sống của họ, ít nhất là tạm thời ở cái thời điểm đó. Các bạn nhá, đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm số 2 mà bạn cần có để không sợ mất người kia, đấy chính là bạn phải ý thức, bạn phải có ý thức về cái việc và những cái giá trị mà bạn trao đi, những cái điều mà tốt đẹp bạn trao đi ấy, nó phải trao cho một người xứng đáng với các bạn. Người ta phải biết trân trọng những cái giá trị mà bạn trao thì bạn mới trao đi, chứ không phải là mình ở đây mình cứ tốt vô tội vạ. Nhiều bạn thì có thắc mắc rằng tại sao em tốt như thế mà em không được yêu. Các bạn thân mến, nhiều khi cái sự tốt của các bạn nó bị các bạn hiểu lầm, đấy không phải là tốt. Thậm chí đấy là sự nhu nhược. Đấy là cái việc mà bạn không biết trân trọng chính mình, để rồi người ta coi thường mình, người ta hạ thấp mình, người ta không trân trọng mình, người ta không muốn nghiêm túc với mình, vân vân và vân vân. Mình vẫn trao đi một cái tình yêu rất đẹp như thế, rất là chân thành như thế. Thì không nên, mình có giá trị đã đành rồi, nhưng mà mình phải biết trao đi cho một người biết trân trọng những cái giá trị đấy. Thì cái giá trị mà bạn có ấy, nó mới gọi là giá trị. Còn cái thứ mình trao đi người ta không biết trân trọng mình cũng trao, thì người ta không gọi là giá trị, người ta gọi là những thứ vứt đi. Cho nên đừng bao giờ biến những cái thứ tốt đẹp của các bạn nó trở thành một cái thứ vứt đi trong mắt người khác, các bạn nhá. Đấy rất là quan trọng. Bởi vì khi các bạn biết được cái điều này rồi, các bạn sẽ nhận ra rằng, thứ nhất, mình là người đem đến những giá trị tốt đẹp. Thứ hai, những giá trị tốt đẹp của mình được người kia trân trọng. Còn ngày nào người ta không trân trọng thì sao? Ví dụ cái nỗi lo của bạn là sợ mất người ta, đúng không? Người ta không trân trọng tức là người ta sẽ có người khác này, người ta tán tỉnh người khác này, người ta phản bội bạn này. Thế người ta phải đối mặt với cái điều gì? Là mất bạn.
Chứ bạn có mất gì không? Cái thứ bạn mất đi chỉ là một con người không biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của bạn, không nhìn ra giá trị của bạn. Thứ bạn mất đi chỉ là một con người lăng nhăng. Thứ bạn mất đi chỉ là một người không có khái niệm về sự chung thủy. Vậy thì có gì để mà tiếc đâu, đúng không? Người như thế vốn dĩ là phải bước ra khỏi cuộc đời mình chứ. Không có gì để tiếc một người như thế cả. Từ đó bạn sẽ không sợ mất người ta nữa. Cái điểm số 3 mà bạn phải có để sẽ không sợ mất người kia nữa, đấy là bạn phải có khả năng để lo cho mình. Rất là nhiều chàng trai cô gái khi yêu rất là sợ mất đối phương là bởi vì sao? Đối phương ưu tú quá, hoặc là rất đẹp trai, hoặc là rất xinh gái, hoặc là rất giàu có, hoặc là rất chu đáo, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng là các bạn yêu được một người mà các bạn thấy rằng ồ, người đó tốt quá, tốt hơn mình, mà mình với được người ta là cái phúc của mình đấy. Thành ra các bạn luôn luôn có một cái tư thế thấp hơn, và từ đó các bạn cứ luôn lo sợ mất người kia, dẫn đến là các bạn kiểm soát họ. Và càng như thế thì càng dễ mất hơn. Thế cho nên mình mới nói với các bạn rằng để không sợ mất đối phương thì các bạn phải có khả năng để lo cho mình. Lo cho mình có một cuộc sống đầy đủ mà mình muốn, mà mình mong muốn. Ví dụ người ta rất giàu, mình không thể giàu như người ta, ít nhất mình có khả năng để lo cho mình, để không có người ta mình vẫn sống một cuộc sống mà mình mong muốn được. Theo như khả năng của mình có thể bảo vệ mình được, chăm sóc mình được, thậm chí có thể chăm sóc những người xung quanh mình được, mà mình không phụ thuộc vào người kia. Còn nếu như ví dụ như là mình thì không có khả năng, mà người kia thì có khả năng, ví dụ yêu mình, người ta chu cấp tiền cho mình. Rất nhiều người đàn ông dùng cái chiêu này để các bạn không thể rời xa người ta được đấy. Đấy là gì? À, cung cấp tiền cho bạn. Bạn thấy ôi, anh tốt quá, anh tốt với cả em, với cả gia đình em nữa. Tốt cái gì, người ta chỉ là cầm tiền để đưa cho các bạn thôi, để giữ chân các bạn, để các bạn không thể có ai khác mà lấy đi cái thanh xuân của các bạn thôi. Đấy, nhiều khi các bạn không hiểu được điều đó. Và cuối cùng là các bạn cứ sợ mình bỏ anh này thì mình sẽ mất anh ấy, mình sẽ mất luôn cả những cái thứ tốt đẹp, ví dụ như tiền bạc mà anh cứ cung cấp cho mình nữa. Thì thành ra các bạn bị phụ thuộc. Và rồi các bạn luôn luôn sống trong cái việc là sợ mất người kia, trong khi người kia người ta là người cung cấp những cái điều đấy cho các bạn, thì người ta lại không sợ mất. Người ta có tiền mà, đi đâu mà chả có gái theo, ví dụ như thế. Thì cho nên là mình nói rằng phải có khả năng để lo cho mình, bất kể là nam hay nữ. Đừng bao giờ để mình bị phụ thuộc vào một điểm gì đó, ví dụ người ta giàu hơn mình, hoặc người ta xinh đẹp hơn mình, hoặc người ta tài giỏi hơn mình. Thì các bạn phải có khả năng để độc lập, làm chủ cuộc sống của mình, và sống tốt ngay cả khi không có người đó trong cuộc đời. Cái điều số 4 mà mình nghĩ rằng các bạn nhất định phải có, các bạn sẽ không sợ mất người khác nữa, đấy chính là cái thói quen duy trì và thu hút những cái điều may mắn đến trong cuộc sống của các bạn. Các bạn thân mến, có lẽ cái sự thật này nó sẽ khiến các bạn rất bất ngờ, nhưng đây là sự thật. Cái thói quen duy trì cái việc thu hút và cuốn hút những cái điều may mắn ở trong tâm trí của các bạn, nó sẽ khiến cho mọi thứ xảy ra xung quanh bạn ấy, nó cũng sẽ tốt đẹp giống như các bạn nghĩ. Đầu các bạn luôn luôn suy nghĩ tích cực, các bạn luôn để bộ não của mình tiếp thu với những cái điều tốt đẹp, với những hạnh phúc mà bạn mong muốn, với những cái cảm xúc mà các bạn thực sự chân thành bạn muốn có nó ở trong đời. Ngày nào các bạn cũng duy trì cho cái bộ não của mình được tiếp thu với những kiến thức đó, với những cái cảm xúc tốt đẹp đó, thì thành ra là cuộc sống của các bạn nó không thể nào mà tồi tệ được. Bởi vì ngày nào các bạn rèn luyện cho bộ não của mình tiếp thu những cái điều tốt đẹp, thì cuối cùng là những cái điều tốt đẹp nó xảy ra với bạn. Còn ngày nào các bạn cũng lo lắng, ôi mình mất anh ấy rồi, ôi mình mất cô ấy rồi, mình sợ quá, ôi người ta đang nói chuyện với một cô gái khác xinh hơn mình này, ôi một chàng trai tài giỏi hơn mình này, thế các bạn lại lo lắng. Các bạn càng lo lắng, càng để bộ não của mình tiếp thu với những cái đó nhiều, thì những cái đấy nó càng có nguy cơ để trở thành sự thật hơn. Đó, thế cho nên đấy là cái tầm quan trọng của cái việc duy trì cái thói quen thu hút may mắn. Tức là đầu mình phải để cho nó tiếp thu với cái thứ mình thích, mình muốn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Bằng cái cách nào? Để có thể để bộ não của mình duy trì được như thế thì mỗi ngày các bạn phải tiếp xúc, đọc những quyển sách về sự tích cực này, về luật hấp dẫn này, xem những cái video về luật hấp dẫn này, rồi tác động vào bộ não của mình này. Cái thứ hai nữa, các bạn phải làm công tác tư tưởng cho cái việc là mình không sợ mất người kia với 3 cái điểm ở trên. Mình nghĩ rằng nếu bạn có 3 cái điểm ở trên kia mà mình nói với các bạn thì các bạn sẽ không sợ mất người ta nữa. Tâm lý của các bạn sẽ luôn luôn thoải mái. Hãy nhớ rằng các bạn là người có giá trị. Các bạn đem đến những cái điều tốt đẹp. Ai đánh mất các bạn là thiệt thòi của họ, chứ không phải thiệt thòi của bạn. Bởi vì bạn đã luôn luôn sống với một tình yêu đạo đức, sống với một tình yêu tử tế và chân thành nhất dành cho người kia. Đó là những điều tốt đẹp mà nếu người ta không biết trân trọng, người ta sẽ mất. Đó là mất mát của họ, không phải mất mát của bạn.
thì từ đó các bạn sẽ luôn luôn có một tâm lý thoải mái nhất các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc, đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như sẽ nhận được những video mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua là nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, em và người yêu em quen nhau được gần 1 năm thì chia tay. Tụi em chia tay khi anh ấy vừa đi chống dịch. Khi đó anh nói là ở bên em anh cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Em có nghe em gái của anh kể là anh có nói là em thay đổi nhiều, không còn như trước. Anh thì lo tương lai của hai đứa, còn em thì dửng dưng như không. Nhưng em không có dửng dưng chị ạ. Em cũng lo nhưng lại không biết cách làm mọi thứ trở nên tốt hơn. Anh không chia sẻ với em. Dù có mệt mỏi, áp lực, khó khăn, anh đều không muốn chia sẻ. Em có hỏi thì anh cũng chỉ nói là tất cả mọi thứ đều ổn. Em biết anh không hề ổn, nhưng em không hỏi. Em nghĩ là nếu anh muốn chia sẻ thì anh sẽ tự nói sẽ tốt hơn. Nhưng mọi thứ ngày càng đi quá xa, cả hai đều không hiểu nhau, không còn tiếng nói chung nữa. Dần dần em càng nhạy cảm với mọi thứ hơn, hay suy nghĩ tiêu cực và mệt mỏi, kéo theo đó là đem lại cho anh sự tiêu cực. Em cố gắng để hiểu anh, để đọc được những suy nghĩ của anh, nhưng không được. Em không biết là mình có quan trọng với anh không. Thực sự em muốn mình là chỗ dựa cho anh ấy, là một nơi bình yên để mỗi khi mệt mỏi anh ấy sẽ trở về. Nhưng em không biết cách làm chị ạ. Giờ em không biết mình nên làm như thế nào cho đúng. Em biết là anh đang gặp rất nhiều chuyện, nhưng em không biết mình phải nên làm gì cho anh. Tết này anh bận trực Covid nên không về. Em không biết là mình có nên đến thăm ba mẹ anh không, vì em sợ anh biết sẽ nghĩ là em đang níu kéo tình cảm. Cảm ơn chị đã lắng nghe em tâm sự ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Em thân mến, ở trong tình yêu ấy, nếu như em thực sự muốn mình trở thành một người con gái mà đặc biệt trong cuộc sống của người đàn ông đấy, nếu mình thực sự muốn mình là một bến đỗ bình yên, thì mình phải có một con đường đi của mình. Mình phải có một cái hướng đi của mình để mình phấn đấu, chứ không phải cứ chạy theo người đàn ông như chạy như để anh ấy xoay mình như trong chóng ấy. Chị có cảm giác rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em nó phụ thuộc hết vào cái người đàn ông này. Em không có hướng đi của mình, không có cái phương án của mình. Ví dụ như nếu em thực sự biết lo cho tương lai của hai đứa, thì em sẽ phải đặt mục tiêu là trong tương lai mình sẽ phải phát triển sự nghiệp như thế nào. Mình phải phấn đấu làm sao để mình không chỉ lo được cho mình, mà thậm chí nếu người yêu của mình còn có những cái khó khăn thì mình cũng có thể hỗ trợ và giúp đỡ anh ấy. Bản thân em cũng nhìn thấy rằng bây giờ anh ấy có rất là nhiều cái khó khăn mà em không biết phải làm gì. Đương nhiên cũng có những cái trong tầm tay của em, có những cái nó không phải trong tầm tay của em. Trong tầm tay của em làm được cái gì thì em cố gắng hết sức để làm cho anh ý, đúng không? Còn nếu như những cái khó khăn của anh ý mà trong tầm tay của em không làm được, thì mình cũng không phải ép bản thân để trở thành một người hoàn hảo. Cái quan trọng là mình cố gắng hết sức để dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Hơn nữa chị thấy rằng em yêu không đúng cách. Không phải là em cứ yêu người ta là em bắt người ta phải nói tất cả mọi thứ với em đâu. Không phải là người ta cứ chia sẻ với em là người ta yêu em. Không phải như vậy, hay là em yêu người ta đâu. Em ạ, sự bình yên ở đây đấy là gì? Sự bình yên đấy là khi mỗi khi gặp mình là người ta vui. Mỗi khi gặp mình là người ta thấy có một người lắng nghe người ta, nếu người ta chia sẻ. Còn nếu người ta không muốn chia sẻ, kể cho người ta yên. Đấy là sự bình yên. Quan trọng là mình tìm hiểu, mình tự tìm hiểu trong cái phạm vi của mình có thể giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ, đúng không? Có thể là anh gặp cái tình trạng là dịch bệnh như thế này, anh phải làm việc rất là vất vả, rất là mệt mỏi, đúng không? Thì mình là một người biết chăm sóc thì à, hôm nay em mang đến cho anh cái món ăn này để tầm bổ, hay là đơn giản chỉ là một cái phích nước nóng, hay là một cái bình nước nóng, hay một bình nước giữ nhiệt để mỗi một lần mà anh mà đi trực mà trời lạnh thì anh uống để cho anh ấm bụng. Hoặc là khi anh có một cái vấn đề gì đấy, những cái sự quan tâm nhỏ nhỏ nhặt nhặt thôi để khiến cho anh cảm thấy vui, đấy cũng là sự cống hiến của em rồi. Chứ không phải là em muốn biết cái gì đó về anh mà anh không nói cho em tức, em trút hết cái sự khó chịu của em lên như thế, tức là em yêu người ta thì không phải như vậy. Nhưng nó chỉ chứng tỏ là em phục tùng cho chính cái mong muốn của em, chứ em đâu có yêu người ta đâu, đúng không? Nếu thực sự yêu người yêu của em thì em phải biết rằng mình dù ít dù nhiều trong phạm vi của bản thân, mình cống hiến cho anh những điều tốt đẹp. Đó.
mình cống hiến được cái gì thì mình cống hiến, còn trong phạm vi của mình không cống hiến được thì thôi, chứ phải ép bản thân là phải thế này phải thế không, không được, xong rồi tiêu cực, xong khó chịu, xong rồi chút lên người ta thì không phải. Em có nói với chị là không có tiếng nói chung, thành ra em tức giận, em khó chịu chút lên người ta, thì đấy đâu phải là em yêu người ta đâu. Nếu như không cảm thấy tiếng nói chung, nếu như sự im lặng với mình mà khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, để người ta yên đi, đấy mới là yêu em ạ. Nhưng thực sự yêu người ta thì nếu như cái việc mà không ở cạnh mình mà người ta cảm thấy vui, để cho họ yên, đấy mới là yêu. Chịu đựng cái nỗi đau, sự cô đơn cho riêng mình để họ cảm thấy được thoải mái nhất, đó mới là yêu. Cho nên có thể thấy rằng em yêu trong tình yêu này nó rất là bản năng, chưa thực sự có những cái kỹ thuật. Chị nghĩ rằng nếu như có điều kiện, em nên vào cái trang toanguyenhanhphuc.vn tham gia khóa học trở thành người không thể thay thế nhá. Đây là một khóa học cực kỳ là quan trọng, nó bao gồm các chuỗi video mà bọn em có thể đăng ký để tham gia và làm theo những cái video đấy, thường xuyên xem để biến mình trở thành một người không thể thay thế, nguồn vui, nguồn hạnh phúc, nguồn bình yên của cái người đàn ông đấy, để người ta không rời mình ra được. Chứ còn bây giờ theo như em kể như thế này thì chị cũng muốn bỏ luôn ấy. Chị cũng muốn bỏ một cô gái như thế, suốt ngày cho mình cái tiêu cực, suốt ngày muốn phải biết cái này, muốn phải biết cái kia, đúng không em? Quan trọng là gì? Quan trọng là em có cái gì bên trong thì em sẽ toát ra cái đó. Em có tình yêu bên trong, có cái sự ấm áp bên trong thì em sẽ toát ra được cái sự ấm áp và cho người ta cảm nhận được. Nhưng em không có những thứ đó, em chỉ có trong lòng em là sự ích kỷ, muốn giữ cho mình, muốn sở hữu cho mình, muốn được thế này được thế kia thôi. Chị chỉ có cảm nhận cái đó từ em thôi, chứ chưa cảm nhận cái tình yêu nào từ em cả. Tình yêu thực sự cao thượng đó là khi mình gạt bỏ những cái mong muốn của bản thân để cho người yêu của mình được thoải mái và hạnh phúc, đó mới thực sự là yêu. Thế bây giờ chị nghĩ rằng như này, một khi em đã làm điều tốt ý, thì người ta bị mất, người ta có câu là bị mất ác cắp hay bị vu oan, nó chả có ý nghĩa gì cả, nhưng đó không phải là thật, đúng không? Bởi vì nếu bây giờ em muốn đến thăm bố mẹ của anh ý, hoặc là mình đến mình chăm sóc, rồi là mình giúp đỡ hỗ trợ cái này cái kia, em đến vì mục đích là muốn tốt cho người ta thì em chẳng bao giờ phải nghĩ cả. Người ta có hiểu lầm là em muốn níu kéo cũng được, người ta không hiểu lầm em mà người ta thấy em tốt cũng được, chẳng làm sao cả. Mình tốt nên mình làm thôi, người ta hiểu lầm thì kệ người ta, đúng không? Còn một người thực sự yêu mình thì người ta sẽ không hiểu lầm mình đó. Em cứ làm những cái điều đúng đắn, còn người khác nghĩ gì kệ họ em ạ. Nếu em thực sự muốn tốt cho bố mẹ anh ấy, thương bố mẹ anh ấy, Tết con trai không về nhà, mình qua mình giúp đỡ, mình hỗ trợ, mình dọn dẹp nhà cửa được cái gì ấy, xong rồi vui vẻ cười nói thôi, chẳng bao giờ phải vì là mình đang trục trặc với con trai của người ta xong rồi mình cũng có cái bộ mặt gọi là khó chịu đến gặp nhà người ta thì cũng không. Nếu em muốn hạnh phúc, em phải giữ cho mình tích cực và làm những cái điều tốt, cống hiến nhá, học cách để cống hiến, chứ đừng học cách vào đó để xin xỏ hay để cướp lấy hạnh phúc của người ta. Em ạ, em mà cứ đến xong rồi đưa những cái tiêu cực thì chứng tỏ em biến để cướp hạnh phúc của người ta, thì người ta phải đẩy em ra, người ta không muốn em xuất hiện trong cuộc sống của người ta nữa nhá. Cho nên đấy là lời khuyên của chị, xem thêm nhiều video của chị và tham gia vào khóa học trở thành người không thể thay thế để cải thiện bản thân mình hơn. Việc bây giờ em làm là gì, có thể làm được cái điều gì tốt cho anh ấy thì làm, nhưng có thể cống hiến, có thể yêu thương, chiều chuộng được cái gì thì chiều chuộng. Bây giờ anh ấy đang áp lực, để cho mọi thứ qua đi đã, rồi sau đó sau, ví dụ sau tất cả cái cống hiến của em rất là tốt đẹp của em, người ta không trân trọng, người ta vẫn muốn rời ra em, thì để người ta yên, cho người ta thực sự một lần trong đời cảm giác mất em là như thế nào đi, thì rồi người ta sẽ thấy mất, người ta sẽ phải giữ, bởi vì người ta thấy một cô gái có giá trị. Khi ta mình đã mất một cô gái biết yêu thương mình, biết quan tâm đến mình, biết chăm sóc cho mình, lo lắng cho mình rồi thì họ sẽ phải tiếc. Đấy, có rất là nhiều người đàn ông khi người ta được quan tâm nhiều thì họ là không biết trân trọng, họ coi đấy là một cái điều gì đó ngột ngạt khó chịu, nhưng khi mất người ta sẽ phải tiếc, bởi vì người ta sẽ không còn có được những điều đấy nữa nhá. Xem thêm nhiều video của chị để có nhiều kiến thức hơn trong tình yêu và ứng xử cao giá cuốn hút hơn em nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn,
thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.